Dạ, em xin chào chị Tony, em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Xin chào mọi người, mình là Thanh Trang, năm nay là mình 29 tuổi. Hiện tại công việc của mình là thiết kế kiến trúc và nội thất. Lần đầu tiên khi mà mình biết tin mình có thai như thế nào? Em không nghĩ là em có thai. Ngày hôm sau là có là đặt một cái lịch là đi xăm môi, xăm mắt để chuẩn bị đám cưới. Thì là tự nhiên hôm đó em có linh tính là hay mình mua thử cái que thử thai, mình thử coi. Thử thì hiện lên hai vạch. Cái xong em gửi cho chồng em coi thì chồng em rất là mừng nhưng mà em không tin. Em nói là chắc không có đâu, không thể nào có được hết á. Hai vạch như vậy rồi mà vẫn chắc không có đâu. Vì em nghe bạn nói là kiểu giống như là cưới nhau rất là lâu rồi mới có thể có con được, chứ không phải là dễ có con. Lần đó thả một lần đó thôi là dính. Đúng rồi. Dạ, em không nghĩ là một cái lần đó mà nó thể là có em bé được. Trời ơi em ơi. Thật ra quý vị thân mến, cái cơ chế để mang thai thì nó chỉ là một cơ chế thôi. Trần Văn Tinh Trùng gặp được Nguyễn Thị Trứng trong một môi trường phù hợp là tự nhiên chúng ta sẽ có phôi thai. Cơ chế là một, nhưng cái cơ chế đó nó nằm trong cái môi trường bên trong của cái người phụ nữ nào, rồi cái ông Trần Văn Tinh Trùng đó là đến từ đâu, nó sẽ tạo ra 1001 kịch bản. Cho nên sẽ không có chuyện là mình nghe một cô bạn của mình cổ khó đậu thai cái thành ra là mình nghĩ nó khó, rồi có nhiều người thì nghĩ đó nó dễ lắm cho nên thôi mình cứ vậy đi, rồi khi nào mình muốn có mình thả là có. Không có, mỗi nhà mỗi cảnh là chuyện này nè. Dạ. Nhưng mà bản thân cái cơ địa của em có phải là dễ đậu thai hay không? Dạ em nghĩ là không luôn á, tại vì em là cái là không có hành kinh đều, tức là một năm em cũng chỉ có khoảng 1-2-3 lần vậy đó thôi. Là em tự đoán thôi đúng không? Dạ, chứ em tự đoán chứ cũng không có cái đúng rồi. Tức là em là mấy tháng em không có kinh đó là cái chuyện rất là bình thường, cho nên là em cũng không nghĩ là em có thai. Dạ. Đôi khi chính như vậy mới dễ có thai, có điều là mình khó biết được chính xác thời điểm. Đúng rồi, khó set up được chứ dạ. Không có nghĩa là như vậy là khó có thai. Dạ. Có rất nhiều những cái niềm tin ngây thơ của các bạn gái là cho rằng là mình biết tới đó cái mình nghĩ là nó như vậy, mà nó như vậy tức là mình tin nó như vậy, cái thành ra có rất nhiều điều mà mình không có trở tay kịp. Thì buổi tối hôm đó hai vợ chồng mới chở nhau đến một cái phòng khám ở gần nhà em, thì bác sĩ nói là thai cũng được gần 8 tuần rồi. Thôi em rất là bất ngờ, em rất là vui bởi vì là cuối cùng mình cũng có thể là được làm mẹ. Cái thứ hai nữa là em rất là lo bởi vì cái thời gian mà trước đây á, nghĩa là em không biết em mang thai, là em đi công trình hoặc là em làm những cái việc mà rất là ảnh hưởng tới em bé. Em rất là lo. Và lo cái thứ ba nữa là không biết ăn nói với bố mẹ như thế nào đây. Tại vì thật ra là lúc đó là tụi em đăng ký kết hôn rồi, cũng đám hỏi rồi nhưng mà chưa có đám cưới. Khoảng tầm 10 ngày nữa là đám cưới đó. Thì bây giờ mà giống như là mình có em bé trước đám cưới á, thì không biết là gia đình sẽ nhìn nhận như thế nào đây. Thì nhưng mà ông chồng em ông rất là vô tư vậy, ông rất là vui. Nên là ông đi trên đường về ông chốt đơn rồi em. Cái giấy đăng ký kết hôn của người ta. Trời ơi, đơn cơ sở pháp lý to đùng như vậy. Dạ, là anh rất là vui. Còn em thì em lo nhiều. Và từ đó trở đi là trong cái thai kỳ của em á là em lo rất là nhiều. Lo lắng rất là nhiều. Như vậy là rất là dễ stress và rất là dễ trầm cảm. Dạ, đúng trầm rồi. Cảm thai kỳ. Có đợt là khoảng tầm sau đám cưới một tuần á là em bị dạ sinh non. Thì lúc đó là bác sĩ mới nói là do em stress quá nhiều, em căng thẳng, em không ngủ được, em không ăn được. Nếu mà em còn tiếp tục cái tình trạng đó thì là sẽ là rất là dễ bị hư thai. Thật ra thì trong cái suốt thai kỳ á là nói về mặt về sức khỏe chị, là em chỉ cảm thấy là em bầu nó lớn lên thôi, nhưng mà về ăn uống hay là ngủ nghỉ nọ là nó như là trước đây rất là bình thường. Nhưng mà về cái tâm lý em là em thấy nó rất là nặng nề. Lúc nào em cũng cảm giác giống như là có cái gì đó nó đè nặng mình rất là nặng nề. Thì là em không nói với chồng em. Em muốn anh tự hiểu, em muốn ảnh là phải tự hiểu. Đó là cái sai. Dạ, mà anh không hiểu chị. Đúng rồi em. Em nói chị có nhiều đêm á là em nằm, em giận, em không, em nhìn, em quay qua em thấy ổng ngáy kho kho. Em lăn xuống đất em nằm em khóc tức tưởi luôn á chị. Em chỉ chờ là ổng quay qua ổng coi mình coi làm sao. Không đâu. Đằng này là ổng ngủ ngáy kho kho luôn. Thế là đêm em ngủ thiếp đi thì rạng sáng là anh dậy thì là anh mới quay qua anh ôm em lên, sao vậy lên đây nằm á. Là lúc đó thì cái chuyện đã rồi, và cái cảnh đó là nó kéo dài suốt thai kỳ luôn chị. Thậm chí em biết không, lúc đó đó anh ngủ anh còn cảm giác rất thoải mái nữa, tại vì tự nhiên cái giường nó rộng ra bất ngờ. Nó có những cái gọi là những cái niềm tin mà rất là tội nghiệp á của của chị em phụ nữ ở chỗ này. Có thể là do tác động của phim truyền hình nữa không chừng. Nó là gì, là ủa anh phải tự hiểu chứ không nha các bạn. Nếu các bạn yêu và cưới được một cái người mà bạn chưa kịp nói mà người ta đã hiểu thì rất là cẩn trọng, tại vì ở trển rồi đó, cõi trên rồi đó. Chứ người bình thường không ai có cái năng lực này. Bây giờ mình công bằng tí, các anh thì tội nợ đầy trời rồi, tôi không bàn nữa. Nhưng trong riêng chuyện này thì vô tội. Ví dụ như là mẹ mình đi,
đồng cảm phụ nữ và mẹ con nuôi dưỡng từ bé. Đôi khi có những chuyện mình nghĩ cái gì mẹ còn chưa biết mà. Thế thì tại sao chúng ta đi kỳ vọng cái điều đó ở một cái con người mà trưởng thành rồi hai đứa mới ráp lại với nhau và còn khác biệt về giới tính, về lối sống. Mấy anh không hiểu được, cho nên là thật sự là phải nói. Thật ra thì vợ chồng em là quen nhau khá là nhanh, nghĩa là cái thời gian mà tụi em hiểu nhau cũng không có nhiều. Nghĩa là tụi em thấy hợp, rất là hợp nhau về cả công việc, tại vì chồng em cũng chung nhà với em luôn. Tụi em cưới nhau xong là tụi em mở công ty, thì là bước đầu công ty nó gặp rất là nhiều khó khăn, với lại rất là nhiều cái sự cố xảy ra. Em vẫn làm cho tới tháng thứ 7 luôn, em vẫn đi ra công trình, em vẫn thiết kế ngồi đêm làm mọi cái. Nghĩa là về sức khỏe em cảm thấy rất là ổn. Nhưng mà còn về cái tâm lý của em á, là đúng, ngày nào em cũng phải cuốn theo cái công việc. Tụi em rất là hay tranh luận với nhau và gây mâu thuẫn, và thậm chí là em viết đơn luôn. Sau này thì em mới nhận ra là cả em và ảnh cũng đều có cái sai ở đây á, là tụi em không nói cho nhau hiểu. Thế là lúc đó là em lại có một cái bầu trời của em, là không biết ông này có như thế nào không. Còn ảnh á thì lại ảnh có một cái bầu trời của ảnh, đó là về áp lực, về đủ thứ hết. Và cũng không muốn cho em biết. Có bầu á là được về nhà ngoại ở, thì là ông bà ngoại em mới đi nước ngoài, thì lúc đó là nhà còn có mình em với chồng thôi. Có một cái lần rất là nặng luôn á, là em bị té cầu thang, là đợt đó là hơn 7 tháng rồi. Thì là em té cầu thang là do là em hai vợ chồng giận nhau, thì em không có nhờ ảnh là anh lấy giùm em cái nước ở trên tầng, tại em ở tầng trên, anh lấy nước lên giùm em mới tự em đi lấy. Mà lúc đó là em cũng khá nặng nề rồi, đợt đó là em rất là hận ảnh luôn á, nghĩa là em nói là không thể nào chấp nhận một cái người chồng mà vô tâm như vậy, không có biết, không có quan tâm tới vợ thế này mà kia. Lúc đó anh có ở nhà không? Anh có nhà nhưng mà anh ở dưới tầng dưới á chị. Và cái việc em đi lấy nước thì anh có thấy không? Dạ không, anh không thấy. Không, nhưng mà bây giờ là cổ đã nhận ra cái sai của cổ rồi. Chị hiểu em, chị hiểu bây em. Bây giờ cổ đang kể lại dạ, thôi. Đúng rồi. Em rất là hận tại sao mà mình khát nước mà sao không lấy nước cho mình, hoặc là không có quan tâm đến mình thế này thế kia. Là sáng hôm đó em viết đơn luôn, em đưa cho ảnh đơn, em mới nói là bây giờ em thấy là giữa anh với em là mình đến với nhau thế này thế kia, bây giờ con em nuôi thế này thế kia. Thì lúc mà trong suốt hai kỳ là em lúc nào em cũng tưởng tượng ra một cái viễn cảnh là em sẽ đi bỏ đi luôn, ôm bụng bầu bỏ lên Đà Lạt hay ra Đà Nẵng gì đó, em bán sữa đậu nành hay là em bán khoai gì đó, để giống như trong phim ấy chị. Em có coi phim truyền hình không? Dạ Trang? Có. Trời ơi, gió nghịch mùa đồ các kiểu. Thì em muốn là bỏ đi như vậy là khoảng 4-5 năm sau là anh sẽ tìm ra mẹ con em và anh thấy đứa con nó lớn rồi, để cho anh biết được cái tội lỗi của anh gây ra là như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, đây là một nhà biên kịch tương lai. Cái cảm giác đó nó sống động lắm, tức là cái ý tưởng đó nó sống động lắm, chứ không phải là bị lặng phim đâu. Thôi thúc mình dữ lắm. Mà em cứ nằm xuống là em tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó, và em nói là hai mẹ con sẽ là nương nhau mà sống qua ngày và bỏ hết cái cuộc sống ở đây luôn, để mà mình có một cuộc sống bình yên, và phải cho cái người đàn ông đó nhận ra là người ta sẽ phải vô tâm với mình như thế nào. Và còn tưởng tượng ra tới cái cảnh là người ta sẽ hối hận, người ta đi năn nỉ mình nữa. Tại cái chỗ mà bán sữa đậu nành luôn, kiểu vô tình uống em sữa. Em nghĩ ra được những cái điều đó luôn chị, là em sẽ trồng cây, trồng rau, hoặc là đi làm mướn, làm thuê nọ. Mà em còn nghĩ ra là nếu như vậy thì mình sẽ rất là khó khăn. Rồi em đi coi những cái bộ phim mà những cái người mẹ mà gọi là single mom á, người ta phải là rất là vật lộn với cuộc sống này nọ. Em mới nghĩ là không biết mình làm được vậy không, khổ con, khổ, chắc là khổ con. Coi phim trước lấy tinh thần luôn hay em? Có chị, cái xong rồi em thấy là khổ đứa bé quá, xong mà em không đi nữa. Sáng đó em nói viết đơn nọ đó, xong tự nhiên ông thay đổi thái độ hoàn toàn luôn. Anh nói là anh xin lỗi, không phải anh vô tâm với em đâu, nhưng mà tại vì anh về tới nhà là anh đặt lưng xuống anh ngủ, tại vì anh quá mệt với lại cái công việc. Lúc nào anh cũng nghĩ là đàn ông phải là cái chỗ dựa cho người phụ nữ bằng cái kinh tế. Em có bầu, nghe tin có bầu cái là anh thấy cái trách nhiệm của anh nó lớn lắm. Là lúc nào anh cũng nghĩ là anh phải xây dựng công ty thật là lớn mạnh, đảm bảo cái cuộc sống vật chất cho hai mẹ con em. Thì cái buổi sáng hôm đó thì anh thay đổi hoàn toàn. Tự nhiên anh đi ra ngoài, anh mua cho em một tô phở mà trứng gà trứng non á chị. Và mà cái tô phở mà ổng lễ nó tét lét luôn, tại vì là chan nước chung bỏ hết tè lè ra bỏ vô một cái tô. Thì ảnh mua cho em một ly sữa đậu nành luôn, mà cái đậu nành với lại cái nước nó tách lớp luôn. Em thấy rất là ngô nghê, mình cảm thấy rất là ấm lòng chỉ như vậy thôi. Đường xa. Dạ đúng rồi chị. Lúc mình tới Đà Lạt mua ly sữa đậu nành. Không, nhưng mà tới lúc mà ảnh mang vô cho em rồi đó, thì em thấy là ok, mình tha thứ, thì hai vợ chồng ôm nhau khóc. Vậy rồi đến cái ngày đi sinh thì sao? Em sinh thằng bé cho em là sinh non. Thế là em sinh nó sớm khoảng 1 tháng á. Thì buổi trưa hôm đó em bắt đầu là bị đau bụng, em sốt. Mà em sốt mà kiểu như sốt ớn lạnh á, đau râm râm nữa. Thì em nghĩ là em không có sanh bé đâu, nghĩa là vẫn còn cả tháng nữa mới sanh được. Thế là cái cô hàng xóm mới đưa em đi bệnh viện. Thì vô bệnh viện thì người ta xét nghiệm này nọ kia, thì bác sĩ mới nói là có thể em bị sốt nhiễm trùng. Mà sốt nhiễm trùng này rất là nguy hiểm. Thì em nhập viện đâu khoảng tầm 2 ngày là em sanh á.
Dạ, nhưng mà cái thời gian mà nhập viện á chị, thì đối với em rất là sung sướng luôn á, tự nhiên em thay đổi, cái em lạc quan hơn. Mà lúc đó lại tự nhiên em cảm thấy rất là thoải mái, tại vì em được nhiều người quan tâm. Em vô đó em sướng lắm, tới giờ cho ăn, tới giờ cho chích. Rồi tới giờ là có người cho người uống sữa, rồi ăn bánh, rồi ăn sinh tố. Tại vì bệnh viện đợt đó là khá là vắng, nên có một mình em. Nguyên khoa đó là có mấy bà bầu nhưng mà đã đẻ rồi, đã sanh rồi. Có một mình em trong khoa đó là nhập viện thôi. Thì em vô đó là em thấy nó sung sướng lắm. Mà tự nhiên là có ba má chồng nè, có em chồng, rồi có chồng, rồi có mấy cô hàng xóm đó, rồi quan tâm. Rồi có những cái chị hộ lý, chị cũng quan tâm đến mình, chị hỏi han mình, kiểu như vậy. Rồi cuối cùng thì là vô bệnh viện, cái đông vui, cái tự nhiên cái được tháo gỡ chút đỉnh. Dạ. Cái ca của em cũng là cái ca khá là nguy hiểm ở trong bệnh viện. Sáng hôm đó là bác sĩ phụ sản lên khám cho em, thì bác sĩ nói là em nở hai phân rồi, mà em không hề đau không gì hết. Rồi tới hồi mà trưa thì bác sĩ nói là em nở được 4 phân rồi. Bác sĩ hỏi em có đau không, có ê ẩm gì không, em nói không hề đau gì hết. Em đi vòng vòng em chơi á, kiểu như là rất là khỏe luôn. Thì tại vì uống thuốc hạ sốt là em bình thường lại trở lại rồi. Em cũng lên mạng em search, người ta nói là mỗi lần đau đẻ là sẽ rất là đau, sẽ đau từng cơn từng quặn này nọ, rồi sẽ là bị chảy máu báo thế này thế kia đủ thứ hết. Mà em thấy là em như bây giờ em rất là bình thường, thì tại sao em lại sanh trong chiều nay được. Mà bác sĩ cũng thấy rất là lạ. Thì tới khoảng tầm trưa 2 giờ là em cũng nở được khoảng tầm 5-60 phân gì đó, em không nhớ nữa. Thì bác sĩ mới cho hộ lý tới để lấy xe đẩy em đi vô. Thì em thấy hai chị đó đẩy cái xe vô, em thấy mắc cười quá. Hai chị nói em lên xe ngồi, em cũng lên ngồi. Mà em thấy mình tự nhiên mình đang đi lành lặn, mình đang khỏe khoắn vậy, tự đẩy mình đi giống như mình bị thương vậy á. Em nói thôi 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 để em đứng lên em đi. Sao em đi trước em mở thang máy cho hai chị luôn á. Em đi te vô phòng xanh đó chị. Thì em vô em coi từng chút em đi vòng vòng em coi nè, bác sĩ mới lên giường đi, nằm nghỉ ngơi đi. Là lên giường nằm đi. Sao em mới lên em nằm, bác sĩ lại khám lại. Bác sĩ nói là nó cái tốc độ nở nó càng ngày nó càng nở. Và cái giống như là em không có gọi là chảy cái nước ối ra. Thì bác sĩ cứ nói là không đau hả? Nói dạ không, không đau, không bình thường hết. Thì lúc đó khoảng tầm 4-5 giờ đó là em nghe cái phòng kế bên là một cái tiếng ca rất là thất thanh. Chắc là mới gọi là cấp cứu chị, rất là thất thanh luôn, là một cái bà bầu khác. Là bà la từ cái lúc bà la đó cho tới lúc mà bà đẻ đứt bé nó e lên, em thấy khoảng tầm có 1 tiếng đồng hồ chị không tới nữa. Nghĩa là em ngồi bên đây em vẫn còn nhí nhảnh, em vẫn còn coi, xong em FaceTime cho mẹ luôn. Là nói mẹ ơi là giờ thôi, nói chuyện mẹ khoảng tầm hơn 1 tiếng á. Để em nói thôi mẹ ơi giờ chắc con cướp máy con đi đẻ mẹ ơi. Mà mẹ kiểu như mẹ đợi con nha, con vô coi nồi canh nồi cơm gì nha. Lúc mà mình vô thì mình tí tởm mình nhí nhảnh như thế nào á, thì lúc mình sanh mình thê thảm lắm chị. Trời ơi, em quằn quại mà em vẫn còn tưởng tượng ra được cái cảnh em đó như thế nào. Em vẫn không đau và cái tốc độ nở lên 8 phân rồi. Bác sĩ nói thường là 8 phân là sẽ rất là đau. Mà em nói em bình thường, em ngồi em nói chuyện rất là bình thường, em không hề đau gì hết. Thì tới lúc đó bác sĩ mới nói là bây giờ nếu mà không đau là phải chích thuốc dục sinh, để mà cái cổ tử cung mà nó co bóp thì em bé nó mới đẩy ra được. Sẽ rất là đau đó. Em mới nghe đau, em mới thấy bà bên kia em sợ rồi. Em mới nói thôi không mấy, chích cho em một cái liều thuốc gọi là gây tê, gây mê gì đi. Bác sĩ nói là do là trước đó cơ địa của em là bị sốt nhiễm trùng, cho nên em không được can thiệp bất cứ một cái liều thuốc nào vô được nữa. Cho nên em phải cố gắng chịu đau. Và cái cơn đau này rất là đau nha, và chịu đựng. Thì lúc đó chồng em vô, đúng 10 phút sau như bác sĩ nói luôn chị. Bắt đầu em thấy cái bụng em giống như có tài thiên chỏng, nó quặn vậy. Thì bác sĩ mới can thiệp y khoa bằng bác sĩ chích ối. Và bác sĩ kêu em rặn, thì em cũng cố gắng em rặn. Và em có cái cảm giác giống như là cái sức của mình đó, với lại cái việc đó là nó vô nghĩa chị. Mình có cố gắng cỡ nào nó cũng không được. Cái bụng thì cứ chà bá. Thế là mấy chị hộ lý rồi mấy chị ấn xuống để nó đau, mà chị nó rất là đau. Và bác sĩ thò tay vô, mà em nói cái cảm giác đó là thiệt ra trước đó là khi mà em chưa có bị gọi là chưa có đau như vậy đó, là em rất là quê. Tại vì chị hình dung là nguyên cái ekip bên đây có bác sĩ Nhi, bác sĩ nội khoa đang theo dõi cho em, và bác sĩ sản nữa, rồi một lô luôn là rất là nhiều người là hộ lý với lại y tá này nọ, rồi nguyên ekip của cái chị bầu bên kia qua bên đây luôn để hỗ trợ em. Nghĩa là rất là đông. Và lúc đó em quê là cái gì, mình lần đầu tiên mà mình không có mặc cái gì mà mình ngồi trước mặt mọi người. Cái tới hồi mà em chích thuốc em đau quá em mất quê luôn chị. Nghĩa là coi như lúc đó là em lăn lộn lăn qua lăn lại nè chị, mà nó cồn cào mà người ta ràng em lại rồi, nhưng em vẫn bò dậy để em cuộn cái người em lại như vậy, rất là đau luôn. Thì chồng em cứ tới bên là cứ nói cố lên. Thì thật sự là em rặn ra được, thì thằng bé nó ra được rồi, nhưng mà nó bị kẹt. Tức nghĩa là em không thể nào rặn hơn được nữa. Và sau này em mới biết là thằng con em là do cái đầu nó cứng. Nó cứng đầu lắm chị, tới bây giờ nó vẫn cứng đầu.
chị, và nó làm tổn thương mọi người xung quanh bằng cái đầu của nó. Đã lâu lâu nó đinh một cái là coi như là bầm tím luôn á chị, kiểu vậy đó. Thì là đợt đó là không sanh được, là kẹt rồi thì phải đi mổ. Em lả đi luôn thì chồng em ra, chồng em ký cái gọi là cái giấy mà quyết định mổ. Quyết định mổ đó chị. Thì là đợt đó là em nhớ là người ta đẩy em từ cái tầng đó lên cái tầng hay đi xuống em cũng không biết nữa, là em có cảm giác giống như là đi xuống địa ngục hay sao chị. Chắc đèn nó cứ chiếu qua rồi mà mình cứ con nó đau rặn như vậy, và cái tâm lý của em cứ cầu nguyện thôi, mình sao cũng được, mình chết cũng được nhưng con mình phải sống. Nghĩa là phải là làm sao để cho con mình, em cứ nói bác sĩ cứu đứa bé thôi. Thì bác sĩ nói yên tâm rồi đẩy đi. Là khoảng tầm 5 đến 10 phút sau á là em nhớ là chụp thuốc mê em luôn. Thì em nghe chồng em nói là sanh lúc đó 7 giờ. Thế là chỉ sau khoảng tầm 5-10 phút khi mà em bỏ cuộc á. Em may và con em cũng may. Dạ. Nó không có những cái biến chứng thai sản tại cái thời điểm mà mình sinh. Bởi vì nếu như không thì nó sẽ liên quan đến tính mạng. Dạ đúng và rồi. Và thực sự thì cũng rất là tiếc khi mà trong thực tế cũng có nhiều ca. Họ vừa là không lượng sức mình nhưng mà cũng vừa là cái tác động của những người xung quanh. Thực sự đây là một cái sự hoàn toàn không đồng cảm với mẹ bầu á. Kiểu như là đã tới nước này rồi thì xin thường đi. Và đôi khi có những người nhà không chịu ký giấy và họ bắt buộc bác sĩ là phải theo ý của họ. Thực ra chị nghĩ một điều đơn giản vậy thôi nè. Đã vô tới bệnh viện rồi thì hãy tuân thủ y lệnh. Trong bệnh viện bác sĩ là cái người hiểu rõ hết mọi chuyện hơn chúng ta. Nó dĩ nhiên là về phía bác sĩ thì họ sẽ phải làm việc có tâm và có chuyên môn. Khi mà sanh xong rồi em nhớ như in cái lần mà em tỉnh dậy, là sau lúc mà ở trong phòng hồi sức á chị. Là cái phòng đó là tại vì em sanh ở cái bệnh viện này là bệnh viện nó mới mở, nó là bệnh viện quốc tế. Mọi cái y tế của nó làm giống như nước ngoài, giống như trên phim viễn tưởng á chị. Em thấy là em mở mắt ra em thấy nó chói lóa luôn, và nó làm bằng cái bức tường mà inox luôn, mọi cái này bằng inox luôn. Em thấy là chết cha mình chết rồi. Chị thiệt luôn á, em mới tới là cái mình mở mắt ra cái cảm nhận đầu tiên của mình là dạ. Mình đang ở trên thiên đàng. Ở đâu? Chắc mình đang ở trên thiên đàng rồi. Em mới từ từ, tại vì lúc đó là cái cảm giác là mình có ý thức rồi nhưng cơ thể mình không có hoạt động được. Cái môi mình cứng ngắc mà cái đầu của mình mọi thứ nó trì trệ chị, nó vẫn còn mê á. Thì em mở mắt ra em nhìn qua nhìn lại em không thấy ai, có mình em mà. Xong em nghĩ coi mình sống hay mình chết ta. Nghĩa là thì trong đầu em nghĩ là không biết mình đang sống hay mình đang chết, tại vì mình đang mơ đang như thế này đây. Thì em hỏi có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Mà cái hoàn cảnh nó cũng ác liệt chị, là không có ai chị. Với em nghĩ là rồi xong rồi, chắc là mình không qua được rồi. Khi mà đi lên mạng tìm hiểu chị, là mình hay tìm hiểu những cái điều tiêu cực á, quỷ môn quan. Dạ, nó ám như người mình chứ mình không có nghĩ tới vấn đề tích cực đâu. Xong em mới nói rồi là con mình sao thế này kia, em vẫn nhớ tới đứa con chị, là con mình như thế nào đây. Rồi tới hồi em gọi đó khoảng tầm 5-10 phút á, là có hai người bước vô. Em mới nhìn kỹ coi là thấy rồi đó chị. Tại vì hai người đó là mặc đồ của trong phòng mổ, tức nghĩa là bịt khẩu trang bịt lại hết vậy nè. Cứ xong là một người nam một người nữ bước vô thì em tỉnh dậy rồi hả. Thế xong em cũng còn đang mông mơ coi không phải thiên thần hay là ai đây. Em ngó qua em thấy chân chạm đất. Dạ được. Xong người ta vô em mới nói cho em mượn điện thoại đi. Thì em mượn điện thoại thì em mới gọi cho chồng em. Lần câu đầu tiên ông nói em là trời ơi em ơi con nó đẹp trai lắm, nó không có xấu xí đâu em ơi. Cái môi nó đỏ mà con mắt nó to, mà cái mặt nó rất là trắng, nó như phấn vậy em ơi. Nó đẹp lắm, nó đẹp như thiên thần á. Mà ông nói mà ông rất là phấn khích luôn. Em nghe vậy em vỡ hòa luôn. Em rất là vui, hồi hộp để mình gặp con. Thì tới khi mà em về tới phòng rồi chị, đêm đó em mới nhớ lại. Như nghĩa là cũng là một cái trạng thái trầm cảm hay chết đó chị. Em nhớ lại cái cảnh lúc đó, tại sao ông không hỏi thăm mình. Đó rồi đó. Thế nào cũng tới cái đoạn này. Tới lúc đó là em mới nghĩ lại, là em mới trách chị. Cái tuổi thân, cái uất ức. Dạ em đêm đó là em ngồi em khóc tiếp. Là em uất ức là tại sao chồng mình lại vô tâm đến như vậy. Không hỏi mình mà lại không hỏi mình. Khoe con là thôi, chắc là không thương mình, chỉ quý trọng con thôi. Giống như ghét của nào trời trao của đó đó chị, nó giống y chang ba nó luôn. Nhìn y đúc luôn, không khác gì ba nó hết. Ủa dạ. Em rồi sao em? Rồi lúc mà mình nhớ lại là ảnh vô tâm với mình quá. Dạ. Ảnh không có hỏi han mình mà chỉ quan tâm tới con thôi, rồi lúc đó có còn muốn ly dị nữa không? Dạ thật đó. Dạ thật ra có luôn, mà cái đợt đó là lúc đó em cảm thấy là tâm lý em nó không ổn định. Là khi rất là em rất là vui, khi thì em rất là buồn. Tới ngày thứ ba, tại vì em ở bệnh viện tới 7 ngày lận, là đêm đó là hai đứa em là gây nhau. Nghĩa là lúc đó, dạ đúng rồi, đêm 1, đêm 2 là mẹ chồng ở với em, nhưng đêm 3 là ảnh ở với em. Thì lúc đó là hai vợ chồng mới gây nhau, là kiểu giống như là
cũng là những cái trách giận của em, còn ảnh thì trách. Nhưng mà thật ra là lúc đó em, bây giờ em mới hiểu được rằng là mình trách chồng mình rất là nhiều, trách oan á chị. Là chồng mình lúc đó là cái áp lực của ảnh quá nhiều, còn thêm của mình nữa. Thì khoảng tầm hơn 12 giờ đêm á, là em mới bỏ ra ngoài, em ngồi ngoài hành lang á, em ngồi có một mình em khóc tức tủi luôn. Và em oán thân trách phận mình là tại sao mình lại khổ như thế này như thế kia. Và thật ra là thật ra lúc đó em nghĩ em rất là khổ chị, tại sao mình phải thế này thế kia tùm lum hết. Thì khoảng tầm đâu 50 phút sau thì có một chị hộ lý, chị đó là chị mới lại chị an ủi em. Em còn rất là may mắn bởi vì em có gia đình chồng, có chồng kế bên, và em đẻ đứa con mà nó có thể cất tiếng khóc và nó lành lặn. Còn nhiều người là thậm chí đứa con nó không có thể cất tiếng khóc được, thậm chí là không có chồng ở bên hoặc là chồng phải ở xa thế này kia. Em đã may mắn hơn rất là nhiều người. Khi mà em nghe vậy tự nhiên là cái tâm lý em nó bình ổn lại chị. Thế nên hai chị cũng nói đúng. Tự nhiên mình lại sao mình lại khổ như thế này, tại vì cái bản thân mình thôi thì mình phải nghĩ nó vui hơn thế này hay kia. Thì em bắt đầu thay đổi tâm lý. Thì chị có nói chuyện gì với chồng em á, tự nhiên từ hôm đó đi em thấy ảnh quan tâm em nhiều hơn, rồi ảnh thế này thế kia. Thì ngày hôm sau là vui vẻ lại, thì mỗi ngày đều gọi trà sữa cho em uống. Mà cái này gọi lén. Tại vì mẹ em bên đó là dặn rất là kỹ là phải là kiêng lạnh, kiêng này nọ, kiêng kia. Mẹ chồng buổi sáng canh đó chị, bà rất kỹ, bắt em mang vớ, bắt em chùm này nọ theo cái kiểu người hồi xưa. Nhưng mà tới hồi mẹ chồng về là em giống như mở cờ trong bụng á chị. Mà hả, chồng vô, tại chồng chiều sẽ vô. Thế là vô anh gọi pizza cho em ăn, trà sữa cho em uống. Mà trà sữa là em gọi em bao nguyên khoa luôn, bác sĩ với hộ lý luôn, mua cho mọi người uống luôn. Là em hân hoan cái niềm vui em được uống trà sữa chị. Là em uống đâu được khoảng 4 ly á, 4 ly của 4 ngày là từ đó đi là em phải kiêng 3 tháng. Tại vì em rất là mê trà sữa. Mà về tới Việt Nam là ba mẹ em không cho em uống trà sữa nữa. Em không được uống lạnh 3 tháng. Thời gian ở cữ là em đếm ngược, đếm 100 ngày, 199, 98, tới từ từ như vậy chị. Em không được tự do như trước. Tại vì hồi trước là dù gì em có bầu nhưng em vẫn còn được đi ra ngoài, em vẫn còn được là ăn uống theo cái sở thích của mình. Còn lần này ba mẹ em cứ suốt ngày thịt heo, cơm trắng trên bồn ngót, chỉ như vậy thôi. Và em ăn uống là rất là ngán rồi, mà không được uống nước lạnh, cũng không được uống trà sữa, mà thèm lắm chị. Ảnh chỉ hơn em 2 tuổi thôi, nhưng mà cái suy nghĩ của ảnh rất là chín chắn. Là chị biết trong suốt cái thai kỳ đó, khi mà em ở cữ 3 tháng đó, là tụi em không có một cái hoạt động gì gần gũi với nhau luôn á. Là ảnh kiêng cho em, tức nghĩa là một năm trời á chị. Là cái chuyện đó nó cũng làm cho em cái suy nghĩ, ủa ông này không có gì ngoài ông ta, không có thương mình nữa không? Dạ đúng trong rồi. Trong khi có search Google mà ví dụ như trong thai kỳ mà vợ chồng mà vẫn hành sự thì có sao không, thì vẫn rất nhiều trang tin nó là không có sao. Không có sao đó. Chị, em ấy là 2 tháng, 3 tháng là thế này kia là không sao. 3 tháng là tới tới tháng thứ 6 là từ khoảng tầm 3 tháng, nghĩa là thai kỳ của mình chia làm 3 giai đoạn đúng gì đó rồi. Chị, em nghĩ là giai đoạn giữa không sao. Mà tại sao mình nói không sao rồi mà tại sao ổng cũng nghĩa ông vẫn cảm thấy có sao. Ổng vẫn cảm thấy có sao. Và chị kiêng từ lúc mà em có bầu, biết em có bầu cho tới khi mà em ở cữ 3 tới 100 ngày luôn á. Bà đếm ngược 100 ngày á, nhớ không? Dạ, em đếm ngược. Rồi sao đếm ngược để được bút lên. Rồi đến cái ngày 101 thì sao cưng? Dạ, thì nói chung là nó cũng bình thường nhưng mà nó không có được như lúc ban như đầu. Ai là người ai chủ là động? Đâu. Dạ, ổng chị. Ảnh chủ động. Hồi hộp đại này lắm. Ảnh chủ động, tại vì đợt đó là em bị cái là em giận lẫy á, kiểu như là thôi người ta không cần mình thì thôi. Ôi. Dạ không cần mà em cứ lượn qua lượn lại chị. Tại vì thật ra em muốn nhắn gửi đến lại bố mẹ của em á, là con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều bởi vì đã chăm sóc con là gần 30 năm rồi, bây giờ tới chăm sóc cho cháu nữa, lúc nào cũng bên cạnh tụi con hết và hỗ trợ vợ chồng con. Và tụi con rất là thương ông bà. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ chồng của em, là bởi vì ông bà đã rất là hiểu cho vợ chồng em. Ông bà không bắt em phải làm dâu hay là không bắt em phải như thế này như thế kia như những bố mẹ khác. Ông bà luôn luôn để cho tụi em được thoải mái, được tự chủ cuộc sống của mình. Là con gửi lời cảm ơn bố mẹ rất là nhiều luôn. Cảm ơn em đã mang câu chuyện của mình đến đây. Dạ em tên là Nguyễn Thị Nhung, 36 tuổi ạ. Ở Mỹ Tho ạ. Nghề nghiệp làm giáo viên. Giáo viên gì chị? Giáo viên. Em dạy cấp 2. Giáo viên cấp 2. Môn gì chị? Dạ môn công nghệ. Dạ rồi. Mình nói xíu về điểm mạnh, điểm yếu, tài lẻ của mình, sở trường của mình đi ha chị ha. Dạ. Điểm mạnh của em là thích hòa đồng. Rồi có cố gắng trong công việc. Thì sở trường của em là có cắm hoa và em mở thêm cái shop hoa để bán thêm á. Là ngoài làm cô giáo thì mình mở shop hoa. Dạ. Giỏi ta, trời ơi. Là chị mở Mỹ Tho luôn hả chị?
Dạ, nhưng mà kiểu như là mình làm trong cái mối quan hệ thôi chứ mình không có bán khách vãng À, nói chung là shop lai. online đúng không? À, dạ, làm ở nhà. Dạ, rồi thì là mình đang sống chung với gia đình hay như thế nào chị? Em xuống Mỹ Tho em mướn mặt bằng, mướn nhà để em làm em ở. Chứ À, còn à, là chị đã trải qua cuộc hôn nhân rồi hả? Mình nói về cuộc hôn nhân của mình đi. dạ. Ở với nhau bao lâu rồi, ly hôn rồi lý do vì sao chia tay ha? Dạ, thì cuộc hôn nhân của em là 7 năm và chia tay 2 năm. Lý do là kiểu như là ảnh đem nợ về thôi. Rồi cứ bắt mình trả trả hoài mà hết lần này tới lần khác. Nên là mình giờ mình nuôi con nên là mình không chịu được nữa. Nên mình kết thúc. Ly hôn là do chồng cứ mắc nợ vậy hả? Nhưng mà biết ổng làm gì không? Cờ bạc hay sao? À, không biết làm gì luôn. Chỉ biết Trời là ơi, mình đâu nợ nợ điện vậy đó, tại vì thật sự là giống như là đi làm á, đi làm thì anh cũng làm việc nhà nước nên cũng không phải là kinh doanh hay là gì, nên là chắc có thể là lý do đó hay là ăn nhậu gây ra nợ cũng không biết. à, nhưng mà bao nhiêu lần mà gây nợ rồi mà dẫn đến chia tay đây? Ừ, 2 lần rồi chị. Là số tiền nó lớn lắm hả chị? Dạ. Rồi mình không không hai vợ chồng không ngồi lại chia sẻ là ông làm gì mà ông mắc nợ này kia hả? Thì vấn đề là nợ cũng gây ra từ trong, chắc là anh cũng ăn chơi cờ bạc này kia, nhậu nhẹt này kia đó, Nhưng mà cái cuộc hôn là nhân bề cá độ đá banh gì đó mình thì mình cũng không biết được, tại vì cái đó là những cái trò chơi mà mờ từ trong tối mà. nhưng mà là khi mà biết là ảnh mắc nợ vậy là người ta vô đòi luôn. Dạ, với nhiều người cũng quản em là điện thoại đòi này kia Nhưng mà mà. để với chồng chị không, Dạ chị có nói với chồng chị là người ta đòi ảnh tiền có với chị không, có rồi có nói rồi ổng có không không có nói sao ổng mắc nợ cho chị nghe hả? ừ, cứ im lặng rồi ngày nào cũng ăn nhậu với mình chịu đừng hết nổi rồi. Rồi con cái chị là mấy đứa? Một bé bé gái 2-3 tuổi mấy à. Là chị ly hôn cách đây 2 năm hả? À, Rồi hai mẹ con ở mình thôi, dạ rồi có chu cấp gì không chị? ừ, không tại vì anh nợ nên đâu có điều kiện nữa đâu. Quê của chị là ở đâu? À, cái bè đi vô chợ Thiên Hộ. Ở Cái Bè xong rồi lên đây lên Mỹ Tho ở lập nghiệp thôi. Dạ. Rồi 2 năm nay chị có tìm hiểu thêm ai không? Không, cũng nghĩ là có cơ hội thì giống như anh mình cũng nghĩ là anh sẽ thay đổi rồi anh lo trả nợ này kia để mà có cha cho con mình, nhưng mà bây giờ thì người ta đã có người khác rồi. Rồi ok. Thì bây giờ đến với chương trình thì là chị mong muốn một người như thế nào? Nói chung là một người biết nghĩ cho mình, làm những việc gì cũng nghĩ cho mình, với lại biết thương con mình, với lại có kinh tế công việc ổn định. Nói chung là anh đó thì là cũng đang ly hôn, cũng đang nuôi con của giống chị thì cũng vẫn ổn ha. Rồi, công việc gì thì sẽ phù hợp với chị? Cái này là em sẽ hỏi vô luôn để mình khỏi có mất thời gian là công việc ổn định là công việc như thế nào á. Nói chung là công việc nói chung không làm gì nhà nước cũng được, làm kinh tế cũng được, làm gì cũng được, nhưng mà nói chung là nó thời gian, nó có thời gian lo cho gia đình chứ đừng để thừa công việc rồi đi nhậu vô nơi này kia là gì, cứ ăn nhậu hoài đó thừa công việc thì không được. Tại vì nhậu hay không hay chơi bời hay không là do bản thân mình. Rồi thì mình còn yêu cầu gì nữa không chị, về ngoại hình nè, rồi về quê quán của ảnh, về độ tuổi của ảnh nè. Độ tuổi thì mình 36 rồi chắc là 45 trở lại thôi. À, còn quê quán thì nói chung là từ thành phố đổ lại, tại vì đừng có xa quá.
Rồi tại vì giáo viên mình á, xin Dạ. tiêu chạy luân chuyển đi dạy này kia, những cái trường khác thì nó cũng hơi khó khăn. Dạ. Nên là trong thành phố Mỹ Tho thì càng tốt. Ừ. Rồi chị có học thức ở người đàn ông như thế nào không? Không rượu chè cờ bạc rồi. Ví dụ như là chị làm giáo viên mà anh đó sẽ, chị có không thích ngành nghề nào không? Nói chung ngành nghề nào cũng được, miễn lương thiện là được. Làm cái gì cũng phải với cái tâm của mình. Rồi chị không thích gì ở đàn ông, cho em 5 điểm thì không thích đàn ông là cái gì? Về ngoại hình, về tính cách luôn. À, đàn ông nói chung là lừa dối. Về tính cách là giống như là chỉ nên nói thôi nhưng mà không làm là không được. Là phải làm, đi đâu với hành động, còn còn không thì đừng nói. Rồi tính cách nó là nói được là làm được đó. Nói tóm tóm lại người đó. Rồi ok chị, thì tụi em đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị ở đây. Thì đến cái ngày mà ghi hình thì tụi em sẽ báo với chị để chị lên thành phố Hồ Chí Minh ghi hình ha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Chị có hát hò gì được không chị? À, dạ không ạ. Không hát hò gì được hết hả? Dạ. Nói chung khéo tay rồi chứ về miệng thì không có khéo miệng. Không có gì Khéo ở tay. miệng, là nói chung là mình là lo làm thôi. Chứ Ừ. không có kiểu như là có dành thời gian để vui chơi này nọ gì hết. Ừ. Rồi, ok. Rồi em đã ghi nhận hết những thông tin của chị đây ha. Nếu mà được thì chị mình cứ lên ghi hình ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi Ủa chào ghi chị. hình là tới đó anh, tới chừng nào ghi hình là điện đúng Dạ đúng rồi, tại vì tụi em còn có một cái, đây chỉ là vòng casting sơ tuyển đầu tiên thôi. Nếu như mà chị không? lọt vào vòng trong thì là chị sẽ nói chuyện với biên tập, gặp trực Dạ. tiếp tập 11 qua video call để nói chuyện ha. Rồi. Dạ. Rồi xong Chứ rồi. nào Ủa, người hẹn. Nam đừng có râu rìa râu quai nón này kia vậy, thì nhìn nó Không đâu quay nón không hả? thích râu quai nón nha. Ừ. Rồi ok chị, rồi em cảm ơn chị ha. Rồi thì nếu như mà có người phù hợp thì bên em sẽ báo lại với chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình giới thiệu bản thân mình giúp em ha, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nè. À, chị ơi em là tên tiếng Việt thì em là Nguyễn Hà Phương. Em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Còn bây giờ hiện tại thì em đang sinh sống và định cư ở bên Hàn Quốc vì em không còn quốc tịch Việt nữa, em chỉ có quốc tịch Hàn thôi chị ơi. Thì chương trình chỉ có ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam thôi, thì chị có về được không? Dạ có, em đã quyết định tham gia thì chắc chắn là em sẽ về. Nếu chương trình tạo điều kiện thì em nhất định là em sẽ về ạ. Nhất định sẽ về, nhưng mà ví dụ như cái thời gian mà chị về là khoảng thời gian nào, để bên ví dụ như là tụi em có tìm được đối tượng cho chị thì báo trước cho chị bao lâu để chị sắp xếp, chứ mà nói vậy thì ví dụ chị cũng đâu bay về về kịp à. Dạ không chị ơi, bởi vì là lịch công tác của em luôn 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 chuyển giữa hai nước, cho nên là tháng nào em cũng có lịch về Việt Nam hết. Như chuẩn bị như về đây là mùng 4 tháng này là em cũng có lịch về Việt Nam, mà em cũng có lịch về thành phố Hồ Chí Nhưng Minh chị nè. mà là chương trình không bao giờ mà phụ thuộc vào lịch của chị được, mà chị phải là người phụ thuộc vào của chương trình đó thì vẫn ok, Dạ vâng, chương chị trình cần chương vẫn trình báo cho em. Dạ chị cần chương trình báo cho em trước một đến hai hôm là em có thể ạ. ok. Dạ rồi ok, cảm ơn chị. Ủa hiện tại chị là quốc tịch, ngày xưa làm sao mà chị qua bển rồi chị nhập quốc tịch luôn, kể lại về em. À trước kia đấy là em là giáo viên, hai em gặp chồng em thì cũng là giáo viên, xong rồi là bọn em yêu và lấy nhau thì em chuyển về đây em sống với chồng. Vậy là chồng chị là lúc trước là Hàn Quốc hả? Dạ vâng, chồng em là người Hàn. Ừ. Rồi. Dạ. Là cuộc hôn nhân đó bao lâu rồi, có con cái gì không chị? Dạ có em bọn em lấy nhau là được, bây giờ hiện tại là được 23 năm, nhưng mà sống với nhau được 9 năm thì chồng em bị ung thư thì chồng em mất, thì em ở vậy nuôi con cho đến bây giờ, thì con em nó trưởng thành thì em muốn đi một bước nữa để có người bầu bạn về sau này á chị. Chị Phương ơi, chị sinh năm mấy Phương? Dạ em sinh năm 82 chị ơi. Dạ Đúng, rồi. đúng, đúng tuổi của em là 81, nhưng mà trong khai sinh tất cả của em thì nó lại là 82. Dạ rồi, hiện tại là chị làm công việc gì?
Dạ em là bên làm bên tuyển dụng các nhân lực xuất khẩu lao động của Việt Nam giữa hai nước, đối tác của hai nước Việt là Việt Hàn Ok ạ. chị. Rồi nhưng mà Dạ. chị làm như vậy thì là tiếp xúc với được với nhiều người mà sao mà chị lại tham gia chương trình? Chị ơi, em công việc của em là toàn là nữ giới thôi, với hơn nữa đấy là khi mà em không thật sự là không có thời gian, bởi vì em cứ ngồi văn phòng ấy chị. Rồi với hơn nữa là 10 năm về trước thì con nó còn quá bé đấy, sợ thì khi mà đi bước nữa thì người ta thương mẹ không thương con, cho nên là em không có ý định đi bước nữa. Bây giờ con trưởng thành rồi thì gia đình mọi người khuyên em. Dạ em hai hai con trai chị ạ. Anh trai là giờ mấy tuổi rồi chị? Con em bây giờ hai đứa đang học đại học, gần ra trường cả rồi. Nhưng mà biết nói tiếng Việt không? Dạ không. À, nói biết nói tiếng Hàn thôi hả? Dạ. Mẹ không dạy hay sao? Không phải là không dạy chị ạ, nhưng mà thật sự là cũng thi thoảng cũng có dạy, nhưng mà vì cuộc sống á, không còn ba nữa em, mà một lúc mà làm hai chức vụ đó thì em phải vừa bươn chải cuộc sống, là chỉ cái thời gian nó ít á, cho nên là để mà cho con học hết tiếng Việt thì không thể học được, có nghĩa là cũng biết chút chút đấy, nó không có giỏi thôi nhưng mà cũng biết Nhưng mẹ nói để các không? dạ. Dạ. Rồi chị nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu, tài lẻ của chị đi. Em thì điểm mạnh của em thì nói chung là về cách ứng xử với nội trợ thì không phải nói, còn là về điểm yếu của em thì em cực kỳ là nóng tính. Nóng tính nhất chị làm cái gì? Nóng tính nhất thì có nghĩa là em cũng không có phải là nói năng, nhưng mà tìm một cái gì đó để thật sự là yên lặng á, yên tĩnh, và tìm đến cái nơi mà yên tĩnh và mình ngồi để ngẫm nghĩ á, chứ cũng không phải là mình nói hay là mình rơi, nhưng mà cái sự im lặng của em nó đáng sợ lắm. Có nghĩa là em mà giận thì em cũng kéo dài đến cả tháng hoặc 2 tháng là em không nói Ừ, cũng dưỡng là da chuyện. vậy lắm. Dạ vâng. Dạ. Rồi, nhưng mà chị có tài lẻ gì không? Hát hò này chưa được không nè? Dạ hát thì em không hát được đâu. Em hát nhưng mà hát không hay. Trời, ở đây không có chương trình hát mà gọi hát hay, nhưng mà ví dụ như mình tin này kia thì là mình hát một hai câu ha. À, hát đi à, em hát thô lắm chị ơi. Đâu chị hát thử rồi, thô cỡ nào mà chị nói thô. Thôi em không hát nổi được, em phải hát mà các em mà cho em vào cho hát cả trường quay thì em xấu hổ lắm, em không đủ bản lĩnh để hát đâu. Thật ra chương trình cũng không có yêu cầu là phải là hát hay ha, là gì á, chỉ là hay hát và tự tin. Ví dụ như bạn nam bạn hát cho mình thì mình hát tặng lại thôi ha. À dạ không dễ thì được 1 2 câu chị. Đó thì ngoài ra thì mình còn biết làm gì nữa? Tài lẻ là nấu ăn rồi hả, thể dục thể thao hay là sở thích của mình là gì chị? À dạ thì em thì nấu ăn thì là chị biết rồi đấy, em mẹ đơn thân mà. Nấu ăn này thì ok chị ạ. Còn em thích đánh bóng chuyền, đánh cầu lông. Thì em là thể dục thể thao, đánh về đánh cầu lông á. Dạ. Ủa quên, bên đây là Hà Tĩnh Dạ em ở Trân Chu chị ơi. hả? Không, ở Việt Nam nào, quê chị ở đâu? Em ở Hải Phòng. Hải Phòng hả? Dạ. Là gia đình mình giờ còn bên đây không chị? Ba mẹ. À, dạ còn còn ba mẹ. Còn ba mẹ Dạ. Rồi không làm mai làm mối chị hả? Chị bay đi bay về vậy mà không ai ở quê làm mai làm mối sao mà tham gia chương trình nè? em thì nói thật biểu để có thời gian tìm hiểu thì em không có, như em đã nói đấy, vì con đấy cho nên là em không có muốn mở lòng mình. Bây giờ thì con cái lớn thì nó cũng động viên em á, cho nên là với gia đình bên chồng bên này nữa thì em mới quyết định là, với hơn là em cũng theo dõi cái chương trình này nhiều lắm rồi, xong rồi là nhưng mà không biết đăng ký. Nhưng hôm vừa rồi đấy thì bạn em nó bảo là vào mạng mà tìm hiểu ấy, thì em có vào mạng thì em đăng ký luôn đó chị. Dạ rồi bây mà chính qua là chồng mất là cũng không có tìm hiểu thêm ai nữa. Dạ không, vì bạn bè thì nó cũng giới thiệu á, nói chung là người Việt bên mình đến đây sống cũng nhiều, nhưng mà không phải là người ta đến để lấy vợ hay chồng, người ta đi xuất khẩu lao động á chị, cho nên là em cũng không có muốn kiểu như là những cái người mà người ta nói thật. Là tụi em làm mai làm mối cho chị thì cái anh đó là anh cũng phải qua hàng sinh sống đúng không? Dạ
Chị ơi, không phải nhất thiết là, thí dụ chẳng hạn là người ta muốn thì em vẫn bảo lãnh sang đây sống với em được. Nếu mà không muốn thì em vẫn về giữa hai nước được mà chị. Thì Chị ở Việt Nam được không? dạ em ở Việt Nam thì ví dụ như mà đến được với nhau ấy chị ơi, thì em sẽ nhập, là có nghĩa là người ta lấy họ thì tất nhiên là em mới có được quốc tịch Việt Nam để em sống, còn không thì em phải là lịch công tác thì em vẫn sống, vẫn về đi đi về về, cứ 1 tháng là em về 2 lần, mà mỗi một lần thì nó cũng rơi vào là 1 tuần, hơn 1 tuần chị ạ. Dạ rồi, ok chị. Rồi bây giờ mong muốn của chị là mẫu người đàn ông như thế nào nè, về ngoại hình, tính cách, công việc, quê quán, tuổi tác gì nè. Em ấy thì nói thật với chị là em thì em dân văn phòng thì em cũng muốn một người là có công ăn việc làm ổn định một chút, bởi bản thân em là cũng là công việc ổn định á chị. Kể về cuộc sống thì nói chung là nếu mà về kinh tế thì em Có không có không phụ ổn thuộc. định việc gì mình cụ thể giùm em đi. Ý là em muốn cái người đó là công việc ổn định một chút, em không nhất thiết là phải công chức nhà nước nhưng mà là ổn định để đảm bảo Ví cuộc dụ sống. đi văn phòng hay là ví dụ như là làm bảo trì kỹ thuật hay là như thế nào thì là phù hợp với chị, chứ bây giờ chung chung quá công việc ổn. Ví dụ nha, như tụi em á thấy cái nghề tài xế là cái nghề là nghề thu nhập cũng ổn định, tháng cũng mười mười mấy triệu đó, là đối với tụi em là cũng thấy là các anh cũng ổn định rồi đó. Nhưng mà đối với các chị thì các chị cũng không có nhiều, người ta cũng không thích tài xế đó, nên là em cũng phải hỏi rõ ràng là nghề gì. Dạ, ví dụ như mà nhân viên kỹ thuật được, hoặc là em ước mơ bộ đội nhưng em sợ là Bộ đội thì không được rồi đó. thì đó, bởi vì là người ta trong quân ngũ sẽ không xuất ngoại được, bộ đội công an quân ngũ sẽ không xuất ngoại được, ví dụ như là kinh doanh hoặc là bên kỹ thuật cũng được chị Rồi, ok, em ghi nhận ạ. thông tin của Dạ. chị rồi. Tuổi tác, quê quán, vùng miền có yêu cầu không? Em thì không có cung cầu về cái vấn đề là người Bắc hay người Nam đâu, Bắc cũng được Nam cũng được, tuổi thì khoảng hơn em khoảng 5 tuổi hoặc là kém em 1 2 tuổi. Dạ. Rồi rồi, chị còn yêu cầu gì nữa không chị? Về ngoại hình thì sao, chị có yêu cầu gì không hay sao cũng được? Về ngoại hình thì nói chung là bình thường nhìn dễ nhìn là được, mà biết cách đối nhân xử thế một chút chút. Ví dụ như người ta cũng ly dị, người ta ly dị mà người ta đang làm gà trống nuôi con thì được không? Cái vấn đề đấy nó không quan trọng đâu chị ạ, bản thân em cũng là người mà gà trống nuôi con mà, cho nên là đôi khi nó cũng không có khó khăn thì biết đâu được nó lại dễ tìm hiểu nhau hơn á. Dạ rồi, cảm ơn chị ha, tụi em Dạ. ghi nhận ở đây rồi. Dạ Rồi em cảm ơn chị, em chào chị ạ. em chào chị. Nha, họ tên của mình nè, công việc với lại nó ở hiện tại của mình á. Rồi mời chị ạ. Em tên Nguyễn Thị Lan Hưng nha, em sinh năm 91 và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Lạt luôn. Công việc của em là nhân viên sale của một công ty trang sức. Mai Hân hả chị? Dạ, Mai Hưng. Mình cao là 1 mét bao nhiêu chị? Em 1m57 và nặng 40 kg. Hiện tại là thu nhập của mình 1 tháng tầm khoảng bao nhiêu chị ha? Dạ, 7 tới 12 triệu. Dạ rồi, 7 12 triệu rồi, chia sẻ thêm giùm em về ưu điểm và nhược điểm của mình nha. Dạ rồi, ưu điểm thì nhanh nhẹn, rồi nhanh nhẹn, rồi thẳng thắn, rồi thật thà nha. Dạ, với lại em cũng năng động lắm, tại vì em làm trong môi trường sale á. Dạ rồi, nhược điểm thì có thể là em hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Rồi, hiện tại là mình ở Đà Lạt, có là mình ở cùng người thân luôn hay là mình đã ra ở riêng rồi à? Dạ, em ở cùng nhà với bố mẹ. Là bây giờ hiện tại là mình đang sống cùng bố mẹ, có anh chị em gì nữa không chị? Anh em sống riêng, chứ không phải là không có anh chị em. Rồi, rồi mình chia sẻ thêm về cái phần tình trường của mình giúp em nha. Dạ, thì em chỉ đi làm với nuôi con thôi, ít có quen ai lắm. Là mình từng kết hôn 1 lần rồi hả chị? Dạ không, chưa kết hôn luôn. Mình là mẹ đơn thân. Dạ rồi, rồi mình chia sẻ giúp em chút xíu về cái mối quan hệ với lại bố của em bé đó, thì sao là mình không có Không liên lạc. tiến tới xa hơn được hả chị? Dạ không liên lạc luôn. Bây giờ là không liên lạc luôn, là mình gặp nhau là mình là người quen hay là được bạn bè giới thiệu chị ha? Dạ hồi xưa làm cùng công ty. Dạ, rồi sau thì không làm nữa thì không liên lạc nữa luôn, là không liên lạc tầm 9 năm rồi.
À, là bé nhà mình hiện tại là chắc không khoảng 8-9 tuổi rồi hả chị? Đúng rồi, gần 9 tuổi. Rồi. Là cũng không có liên lạc gì luôn, là lúc mà là anh có biết là chị đã có bé chưa? Dạ rồi chị. Mà anh không có chia sẻ với mình được. Đúng rồi, cho nên là thôi luôn. Cứ Dạ không không rồi. dạ. Ồ, sau đó là mình có tìm hiểu thêm ai nữa không chị? Dạ, sau đó thì có quen một bạn trong 2 năm thôi. Mà cũng chia tay lâu rồi. Bé nhà mình hiện tại là 8 tuổi hả chị? Dạ, 8 tuổi hơn, gần 9 tuổi rồi. Rồi. Sau đó là mình tìm hiểu nhưng mà mình không có tiến tới được với cái bạn nam sau Dạ này đó, đúng là rồi. do mình cảm thấy là không có hợp ở cái điểm nào ở bạn nam chị ha. Dạ không, tại nhà người ta cũng không cho quen. À, là nhà bạn nam không có cho quen cái trường hợp giống như mình hả? Dạ đúng rồi, người ta tra tấn. Ồ. Ồ, làm bạn là anh đó là nói lời chấm dứt với mình hay là mình thấy vậy rồi mình chủ động từ bỏ luôn chị ha? Mình chủ động từ bỏ luôn á. Dạ rồi, là sau đó cũng không có nói chuyện, không có tìm hiểu thêm ai nữa luôn. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Mình chia sẻ thêm giúp em về cái hình mẫu lý tưởng của mình nha. Bây giờ mình muốn tìm hiểu một bạn nam như thế nào ạ? Dạ thì là có công việc ổn định. Dạ rồi không có dính vô mấy cái mà như cờ bạc. Cờ bạc rồi ít đổ chạy được với không bổ khu. Rồi về ngoại hình của bạn nam thì sao bạn? Có Em sao bình chị? thường không? Dạ em không quan trọng ngoại hình. Không quan trọng ngoại hình là kiểu nhìn sạch sẽ gọn gàng, cao hơn mình Đúng tí rồi, xíu là được đúng rồi rồi. đúng không? Dạ sạch sẽ gọn gàng thì em nghĩ cho cái đó phải tất nhiên rồi chứ. Rồi, mình phải miêu tả kỹ nha, xong rồi đi ghi tham gia chương trình xong rồi chương trình ghép cho một bạn xong rồi về nói là không có phù hợp là không có được nè, cho nên là mình phải chia sẻ càng cụ thể càng tốt. Nha, về cái phần tiêu 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 chí của mình nè, là mình có thêm tiêu chí nào không, tuổi tác của mình là nè, rồi công việc của bạn nam thì sao ạ? Vậy đó công việc ổn định với lại lớn tuổi hơn em. Nói tuổi hơn là tuổi miễn lớn tuổi hơn là được đúng Đúng không, rồi, chứ em không có hay thích là trong nhỏ. khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu chị nói rõ với em luôn nha. Dưới 45 đi. Dưới 45 tuổi là ok ha. Rồi. Với lại ví dụ như bạn nó ở càng gần Đà Lạt càng tốt. Ví dụ trong miền Nam, là được. Chứ nếu ngoài Bắc thì xa với em quá. Trong miền Nam gần gần Đà Lạt, nếu mà có ở Đà Lạt thì càng tốt, còn nếu như mà gần gần Đà Lạt từ khoảng Sài Dạ ví Gòn đổ dụ vào được đúng rồi không, đúng Sài rồi, Gòn Sài tới Đà Lạt được không? Gòn Biên Hòa đồ đó thì vẫn được. Rồi đây mình nên nói thêm nha, rồi Đồng Nai, Biên Hòa, Sài Gòn cũng được ha, Rồi là nói chung là trong miền Nam á. rồi Bình Dương nào được không, Dạ đúng rồi được luôn. rồi Với lại biển. là nói giùm em là không ăn thịt chó mèo. Rồi, không ăn thịt chó mèo. Rồi, bạn nam nó từng đổ vỡ hôn nhân một lần thì cũng đang nuôi con giống mình thì có ok không ạ? Dạ được luôn. Rồi. Rồi, mình có cái mong muốn nào thêm không? Dạ không. Có, nếu như mà chương trình có cái người phù hợp với mình đó thì báo mình trước bao lâu thì được ạ? Dạ chắc 2 tuần. Dạ rồi. Bỏ Ồ, lỡ hôm nay chỉ không là cái phỏng vấn sơ lược trước thôi á, thì nếu như mà chương trình có một cái người mà tương đối phù hợp với những cái mong muốn của mình á thì chương trình sẽ liên hệ riêng nha, sẽ có biên tập phụ trách liên hệ riêng với mình nè, xong rồi trao đổi với mình cụ thể hơn về câu chuyện của mình cũng như là về tiêu chí của mình với tiêu chí của bạn nam xem có thể phù hợp với nhau tầm 60-70%, thì chương trình sẽ gửi cho mình cái lịch hẹn cụ thể sao hả chị? được. Dạ rồi. Cho em hỏi thêm về cái phần năng khiếu của mình đó, mình có ngại khi mà hát một hai câu mà giao lưu với bạn nam được không? Dạ không. Nên lên hát giao lưu một hai câu cũng được ha. Dạ không không là không hát đó. Sao vậy? Chứ là hát không hay nên ngại hèn sao, tôi nói hát hay không bằng hay Thôi, em hát ở karaoke thì được chứ em không có lên chương trình em hát đó. hát mà. Rồi, nói chung là cứ trong tâm thế là mình cứ chuẩn bị sẵn một cái bài hát nha, tại vì nếu MC mà có mời mình hát một hai câu để giao lưu với bạn nam thì mình cũng hát thử để giao lưu với bạn để cho nó lịch sự hen. Dạ rồi. Dạ rồi, rồi cảm ơn chị nha. Rồi. Nếu Dạ như mà có cái người tương đối phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ để trao đổi cụ thể hơn nha. rồi, em cảm ơn Còn chương nếu trình. phù hợp thì sẽ gửi lịch hẹn ghi hình sau nè. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ rồi ạ. À.